các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vườn Rau Sau Nhà, Vườn Rau Texas. Trong video này, mình sẽ chia sẻ cùng các bạn về hai loại đậu, đậu cô ve các bạn ạ. Một loại là pole bean, là cái loại mà nó sẽ leo lên trên cái dàn, giống như mình đang quay cùng các bạn. Và ở phần sau thì mình sẽ ra ngoài, mình quay cái loại đậu mà mình trồng ở trên cái tháp sau của mình. Nó là bush bean, thì nó là loại đậu, nó không leo. Còn đây là cái dàn đậu leo của mình. Các bạn thấy nó leo rất là cao luôn. Cái hàng rào này nó cao khoảng tầm trên 2 mét, và cái đậu này nó vẫn tiếp tục leo. Đó, đậu này thì cũng đã cho ra trái rồi, bắt đầu được thu hoạch dần dần rồi. Loại pole bean, loại đậu mà leo này, nó có một cái đặc điểm, nó sẽ ra hoa và ra trái liên tục từ lúc mà khoảng tầm 45 ngày, 50 ngày sau khi các bạn gieo cho tới khi nào mà cái cây này tới mùa lạnh mà nó chết thì nó mới dừng ra hoa và ra trái. Còn cái loại đậu bush bean, loại đậu mà mình sẽ giới thiệu ở phần tiếp theo, thì nó thường sẽ ra trái, ra hoa và kết trái rất là nhiều ở cùng một thời điểm. Và trong cái chu kỳ của nó sẽ ra đồng loạt như vậy khoảng 2 đến 3 lần và cây nó sẽ lụi đi. Thì bây giờ mình sẽ ra bên ngoài và quay cái tháp rau đậu dạng bụi bush bean với các bạn. Thì ở đây mình có một cái tháp rau, và ở trên cái tháp 5 tầng này mình có trồng cái đậu, loại đậu thứ hai như mình chia sẻ, đó là đậu bush bean. Các bạn thấy cái loại đậu này thì cái thân của nó khá là ngắn, ở khoảng tầm độ gần 40 cm, và nó đã bắt đầu cho ra trái rồi. Một cái cây nhỏ nhỏ như vậy mà cũng được khá là nhiều quả, nhiều trái các bạn ạ. Đó, và nó chỉ cao tầm vầy thôi, nó không có leo giống như là cái đậu pole bean, cái đậu dàn mà mình vừa mới chia sẻ của các bạn. Cái lý do mà mình trồng đậu trên cái tháp rau này của mình, cái tháp mini, nó gồm có 5 tầng. Đó là đậu thì nó không cần nhiều đất các bạn ạ. Nó chỉ cần trung bình thôi. Ở đây mỗi cái tháp của mình nó khoảng tầm độ trên 10 cm thôi. Và cái đất mà mình bỏ vô nó cũng không nhiều lắm. Nhưng mà cái cây đậu nó vẫn có thể sinh trưởng và phát triển được, vẫn cho ra trái. Đó, mỗi một cái tầng này thì mình có trồng 4 cây, mình trồng ít thôi. Và sau đó ở mỗi một cái hốc ở bên dưới thì mình cũng trồng 1 cây. Vì cái đậu này nó không có leo nên là các bạn có thể trồng mà không cần phải có hệ thống dàn hỗ trợ. Mình không cần phải cắm que, mà chỉ việc trồng nó tương đối gần nhau một chút. Để ví dụ nếu mà có gió nó thổi một chiều nào đó thì sẽ có cái cây ở bên cạnh nó đỡ cho nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau. Nên là các bạn thấy khi mà người ta trồng cái đậu này ở bên ngoài trong các trang trại, người ta hay trồng theo hàng và thường là sẽ có 2 cây ở cạnh nhau, giống như các bạn thấy ở trong cái hình đó. Thì trên cái tháp này mình cũng trồng chủ yếu là cái loại đậu dạng bush bean này, đậu mà không có leo này. Ngoài ra thì mình có một vài cây tỏi và có cái cây súp lơ nhỏ cũng đang lên đó. Còn phần lớn thì là đậu thôi, và nó cũng đang cho ra hoa và cho ra quả rồi. Ở chỗ này thì mình có thêm một ít đậu bush bean nữa. Mình trồng nó ngay trong cái chậu. Ở phía giữa chậu thì mình có một cái cây tía tô nhỏ. Đó, thì một cái chậu như thế này là 15 gallon. Đất chỗ này mình làm khá là sâu, bởi vì mình có ủ cả cái rác thải nhà bếp ở bên trong để cho nó tốt đất nữa. Đó, nhưng mà khi mà các bạn trồng đậu thì các bạn cũng không cần quá nhiều đất. Đó, ở trên cái mặt này thì mình có khoảng tầm độ chục cây, cũng đang chuẩn bị ra hoa rồi. Ở phía ngoài hàng rào này thì mình lại tiếp tục có thêm một ít đậu dạng leo, dạng pole bean nữa. Pole tiếng Anh là cái cột đó các bạn ạ. Đấy, ví dụ như là các cái cọc tre này cũng được gọi là các cái pole này. Đó, mình làm tiếp những cái cọc tre để cho nó leo tiếp lên. Các bạn thấy nó leo từ bên dưới theo hàng rào đi lên, chạm cái ngưỡng của hàng rào và sẽ tiếp tục leo vô các cái cọc tre này của mình. Thì đây là cái đậu pole bean, cái đậu mà nó leo dàn, nó sẽ cứ tiếp tục leo
tới khi nào mà tới mùa lạnh mà cây đậu nó bị lụi đi, bị chết đi thì nó mới thôi. Thì đó là nội dung của video ngày hôm nay, mình chia sẻ cùng các bạn về hai loại đậu. Một loại là pole bean, là loại sẽ leo vào cột và leo vào dàn. Và một loại là push bean, nó là dạng thẳng, không phải là dạng leo, nó có thể đứng độc lập được. Và một vài những cái đặc tính của hai loại đậu này. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm.